Em có hộ chủ kiểm tra qua cái gầm xe thì hôm nay phát hiện ra cái gầm xe này cái phần ống xả nhá rất là dỉ, và anh em nhiều anh em đi vào không quý nhiều anh em là có phủ gầm rồi nhưng mà lại quên mất cái chi tiết ống xả này mà anh em không mạ vào. Đây là cái ống xả của nó này, cái này là em đã đánh qua rồi nhé, mà đây có thấy thấy nguyên bản của nó đã dỉ hết rồi, bắt đầu dỉ và ăn vào đây này. Đấy, để mà khắc phục được cái tình trạng này thì anh em khi mà phủ gầm thì anh em nên mạ luôn cái bô này khi mà còn mới luôn nhé. Đấy, còn mạ thì theo mạ một cái gì ạ? Đây nó sẽ có một cái lọ chai dung dịch như thế này vừa của hãng Onska nhé, thì cái chai này chuyên để mạ bô để chống dỉ cho chiếc bô này và đảm bảo cho anh em là bô luôn sáng bóng. Đấy, anh em cùng chờ kết quả sau khi trước và sau khi mạ của em như thế nào nhé. Đây là trước khi mạ này dỉ xe rất là nhiều. Đấy, còn sau khi mạ thì sẽ như thế nào, anh em đón chờ thành quả nhé. A few moments Đây anh em có thể thấy sau khi mạ xong thì sẽ trả lại cho cái lớp mạ màu trắng và rất là bền nha anh em nha. Cái lớp mạ này sẽ bảo phủ bao quanh cái bô này để đảm bảo cho cái bô này không bị han gì và không bị ăn mòn nữa. Đấy, anh em đấy, anh em nào mà đi xe mà có bô như này nhá, mà đã phủ gầm rồi mà chưa mạ bô thì đến ngay Alcala về Thái Nguyên để bên em vệ sinh, à bên em phủ lại cho các bác nhá.